Kính thưa cô chú và anh chị, như mọi người cũng thấy, đây là hồ lớn ở trước chỗ núi Cô Tô đó quý vị. Đây là hồ Sà Chét. Và hôm nay thì nước cũng cạn rồi. Lồi lên hết trơn quý vị. Bây giờ mời mọi người hãy xuống dưới đó và xem dưới ngoại thương nha. Khô cạn hết luôn rồi các bạn. Ở bên đó là mọi người nhìn kìa, cái này nguy cơ cháy cũng rất là cao, bởi vì nắng mà hạn hán kéo dài vậy mọi người, cái thời gian khô không mưa lâu á, cây chết nè, rồi lá này kia nó rụng xuống á, thì đó là dễ cái điều kiện mà dễ bắt cháy nhất là khi một con lửa nhỏ thì bén lên thôi. Cái này mà cô chú thấy nè, lòng nước này thì thấy cũng không có sâu mấy đâu, cái này thấy tới bụng này. Nó thì núi Tô đang bốc cháy, lực lượng chức năng và cơ quan cũng như là bộ đội này kia đang chữa cháy rất là nhiều cùng với người dân. Đây thì mọi người xem là cảnh nó Cô Tô bây giờ nó cháy rất là nhiều, lực lượng chức năng đang vào dập tắt này kia các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng xem khu vực này, nó ở chỗ đầu voi này nè, cháy rất là nhiều luôn. Mình đi coi ha cô chú anh chị. Xem cây mà nó chết khô cái này nè. Khô cạn luôn cô chú anh chị. Còn mấy đốm này nè. Nghe nó cháy mấy bữa trước chứ, rồi chữa xong rồi cái bay phát quả nữa. Dập lửa vô đó. Chu gọi rồi. Chờ chứ sẵn đợi nó bay lên nè. Đó phải cục trên mà. Mới nổ luôn kìa. Hầm quá trời hầm rồi. Rồi đêm thơm mới đêm thơm quay đúng không? Đêm thơm quay đêm thơm mình tại gì? Hôm lắm 11 2 giờ còn anh. Từ 2 3 giờ hai con nữa. Tới 2 bây giờ mà đêm thơm nó tính chạy. Được quá khô. Không lẽ giờ bị quay con nhiêu đó quay hoài. Thì nó ngúng ngúng đây rồi chưa nắng lên. Nhưng không nổ lớn mà. Đâu dám lại gần, ông nói đứng nước ở ngoài ngoài á, không dám vô đứng gần đây nữa bị nổ á. Chắc cháy nhiều quá. Nó tạo thành lửa cháy hay là nó có nguyên nhân gì đâu bắt nguồn không?
Mà tại sao bên Vàng Liên bên cháy nữa rồi đó? Cháy mấy chỗ, hai chỗ này Cô Tô nè, bên kia thì cũng dài mà cái tên. Cái tên trong của đó là cái này là Phụng Hoàng Sơn. Theo như chú, bên chú kia là Ngoạn Long Sơn. Theo như chú nghĩ á, là ở trong vùng Thất Sơn mà xảy ra vụ việc cháy này là như thế nào chú? Thôi bây giờ cái đó mình có thể mình chia sẻ được mà mình không có nói được. Không dám nói nha. Không có nói được. Bởi vì mình nói là nói duyên với anh em được, còn anh em đưa vô máy nó khó. Dạ dạ. Bởi vì dùng Thất Sơn này là dùng Thất Sơn mùa nhiệm mà. Dạ. Bây giờ mình chỉ quay cái hiện trường nó cháy vậy đi. Dạ. Cũng khiếp à. Hai cái núi nó cháy một lượt luôn. Hôm hôm bên đây cháy, bên kia cháy. Là bên núi dài cũng cũng cháy luôn ha. Ừ, đừng không còn nữa mà dữ lắm mà mấy anh em nó dữ lắm mà nó nổ nữa chứ phải mà cháy không đâu. Nhìn này giống như là cái nóc đang buồn vậy ta. Tầng đá này nè. Cái tóc máy bay vô từ bây giờ mà chưa thấy cắt lên không? Ừ. Chứ qua ảnh bay lên là mình thấy liền này lớn lắm. Nói chuyện người dân vô ra xem nè các bạn. Ở bên kia thì lực lượng chức năng. Bắt đầu là ảnh đưa lên liền đó mà không biết ra. Nó đưa lên là ngay ngọn lửa là chút xíu à. Không mà khu trên không xa xa khúc này nè, xuống dưới khu khoai nhỏ này bay lên bên đó là mạnh lắm đó. Sao vậy anh? Đó thì đang chạy lên chút xíu đó. Ở đây thì có một cái chiếc máy bay phun thuốc xà phăng, người ta đang bay lên và người ta phun nước ra các bạn. Ở đó đang phun đó. Chưa cháy. Đang phun cái điểm bên này rồi đó. Thôi hiện tại thì chiếc máy bay đã được cắt cánh nha. Đó, máy bay nó đang sửa, đang có đó đó.